Trung tâm Hiền Miêu xin chào toàn thể khán giả và anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu tiếp tục về hàng. Và ngày hôm nay thì đặc biệt thì bên Hiền Miêu lại về cái phân khúc cao cấp của hãng DB Altic. Nói đến DB Altic thì quý vị khán giả đã biết rồi. Hiền Miêu là nhà phân phối chính thức của DB Altic ở tỉnh Hải Dương từ những năm 2016-2017 rồi. Thì hôm nay cái model sản phẩm của LX sơ gì cao cấp cặp bến bên Hiền Miêu với số lượng tương đối nhiều và bên Hiền Miêu cũng đánh giá cao với chất âm của sản phẩm này, nhập về để tư vấn tiếp thị tới anh em. Đầu tiên thì với combo của sản phẩm sẽ gồm có 6 sản phẩm nếu để tạo thành một cái combo cao cấp VIP của sơ gì LX này. 6 sản phẩm thì đầu tiên là một cặp loa LX S82. Em yêu sẽ quay qua về phần thùng thành và thiết kế nội thất của nó thì anh em có thể xem trên trang có luôn. Model loa là LX S82, công suất loa đạt 350W, tương đối lớn rồi. Và cân nặng của nó là 20,4 kg một chiếc loa này. Đấy. Thương hiệu DB Altic anh em nhá. Sơ gì LX. Thứ hai là sản phẩm loa súp LX S87. Thứ ba anh em có thể nhìn đây là cái quản lý nguồn LX P8, đây là quản lý nguồn của nó. Một là quản lý nguồn này thì khá nhiều tính năng ưu việt và đỉnh cao anh em nhé. Và thiết kế đồng bộ của sản phẩm này, tất cả mặt nó là phay nhôm màu trắng hết, rất chuyên nghiệp. Thứ ba là một cục đẩy đi kèm để chi phí đánh cho loa này, cục đẩy 4 kênh TH646 LX A8 sơ gì. Ok, đây là cục đẩy đó. Thứ tư là một bộ micro không dây LX M8 anh em nhé, rất chất luôn. Họ thiết kế khá kỹ về cả cái thùng thành nữa. Thứ sáu là một chiếc vang số để xử lý tín hiệu LX D8. Quá đẳng cấp luôn. Tổng một combo này thì sẽ gồm có loa, súp, đẩy, quản lý nguồn, vang, micro không dây. Đấy. Thì anh em nhu cầu đầu tư về bộ sản phẩm LX này thì liên hệ bên em nhá. Sẽ có giá của những chương trình khởi đầu yêu thương nhất cho quý khán giả anh em nào đầu tư. Và sản phẩm này thì anh em cũng có thể mua tách biệt từng các sản phẩm như loa hoặc đẩy, vang, mic, quản lý nguồn. Thì bên em yêu đều bán tách rời anh em. Đấy. Combo này thì bên em yêu sẽ hứa hẹn là ngày mai sẽ lên sóng để tiếp thị tư vấn cho anh em với giá yêu thương nhất và sang trọng, bền bỉ nhất, đỉnh cao anh em nhé. Và đó thực hiện video clip ngắn để tiếp thị tới anh em model sản phẩm LX của hãng DB Altic. Anh em nhu cầu đầu tư thì liên hệ bên em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.